Đó là cái gì vậy? Đúng, đúng rồi, đó là trò chơi yo-yo. Yo-yo? Bà ơi, bà, cháu cũng muốn một cái yo-yo. Một cái thôi nhé, cháu. Vậy thì hãy kéo cái yo-yo lên. Yes, hãy tìm nhé. Được, cháu sẽ chạy thử. Ôi, chậm chậm thôi, chậm thôi. Đúng rồi, thêm một chút nữa đi. Thật đáng tiếc. Bà ơi, bà chơi thử đi. Nhưng bà cũng mang theo rồi làm sao bây giờ nhỉ? Này cháu hãy thử làm xem. Vâng, cháu sẽ thử. Anh hãy cố lên nhé. Mọi người hãy cùng cổ vũ anh. Bây giờ thì anh sẽ bắt đầu đây. Hãy cố lên nhé. Câu được rồi. Xong rồi. Này, Uribo, em cảm ơn anh. Pháo hoa đây. Đẹp quá. Đúng vậy. Bà ơi, bà, lễ hội mùa hè thật là vui bà nhỉ? Ừ, thực sự là rất vui. Chào các em. Đây là bạn của anh chó trắng. Đó chính là một chú chó Peri. Cái gì nhỉ? Đứng ở vị trí trung tâm thế này thật xấu hổ quá. Đứng ở đây bị chú ý. Anh chỉ nói thế thôi chứ anh rất thích như vậy. Nào chúng ta cùng chơi nhé. Bây giờ thì đi đâu nhỉ? Ủa, có mùi gì rất thơm nên bạn Peri mới đi xuống đây. Ôi, bậc thang dốc quá. Anh chó trắng rất sợ. Đi về phía kia nhé. Chạy thôi. May quá. Như vậy, ở đằng kia chẳng có món gì ngon cả. Ôi, mùi gì mà thơm thế nhỉ? Ở đằng nào nhỉ? À, đằng kia à? Nào, chúng ta thử đến đó xem. Chúng ta hãy đi tìm món ăn ngon nhé. Này, những cái này có thật làm ra được cá không? Anh hãy nhìn nhé. Cắt một mảnh giấy nhỏ và dài này, sau đó uốn cong lại. Uốn cong ư? Đúng rồi, như vậy rồi lật ngược lại và dính nó lại. Sau đó thì vẽ mắt ở đây. Và ở đây nữa. Được rồi. Thế là xong một chú cá đấy. Ôi, dễ thương quá. Anh chó trắng cũng làm đây. Uốn cong này. Rồi lật ngược. Dính. Vẽ mắt nữa này. Mẹ mẹ.
Ôi, thế là anh cũng làm xong một chú cá rồi đấy. Nào, chúng ta hãy cùng làm thật nhiều cá nhé. Ôi, nhiều cá quá, nhiều quá. Ôi, mình câu được một con rồi. Anh cha trắng cũng câu được rồi. Utan cũng. Ở đây, Utan. Ôi cá, thích quá. Utan cũng câu được rồi. Hai hai. À, dạ.